Chiều nay mình ăn cơm chưa ông Bự? Ăn rồi, mới ăn cái sầu. Mới ăn cơm rồi ha. Mới ăn cơm gì cá. Thì Kiên cũng xin mời cả nhà qua hỏi thăm bà ngoại chị Tiên. Ngày hiện nay bà ngoại bà khỏe, sức khỏe như thế nào? Thì Kiên cũng muốn được biết bà ngoại chị Tiên khỏe hay chưa. Kiên cũng xin mời cả nhà. Nói chung là Kiên chỉ đứng ở ngoài thôi, Kiên không có vô nhà ha. Để Kiên lấy cái khẩu trang, Kiên chỉ đứng ở ngoài lộ, Kiên hỏi bà ngoại thôi. Rồi, Kiên xin mến chào quý bà con trong nước và ngoài nước nha. Hiện tại thì ngoài đường đang rất là vắng ngừ luôn nha. Bà con ơi, con xin chào chú Tư nha. Mình không gà mình cũng khỏe hả chú Tư? Dạ, bữa nay mình vô được rồi hả Út? Dạ. Bà ngoại đâu Út? Dạ. Tao đi can rồi, hai chồng mày chạy khóc. Về nó nằm giống rồi, nó đâu dám ra ngoài, nó nằm giống. Con chào Út nha. Thì vợ mày đẻ chưa? Dạ, ngày mai 2 giờ con với vợ với bà chạy ra ngoài bệnh viện luôn. Dạ, 2 giờ trưa. Người là mơ đi mổ được phải không? Dạ. Rồi mày để nhà vợ mày, ấy cho ba thằng nồ với mà ông người vợ mày giữ hả? Dạ. Ấy nó phải nói đàn bà thì dễ đủ, mà đàn ông mà sao tao qua tiếp được cái gì? Dạ. Mày nói vợ mày đi rồi kính đóng cửa rồi. Dạ. Dạ, cửa nó nhằm, lo là vợ dạ. Mà nó cũng tội nghiệp, nó nằm ở đó, vẫn người tắm rửa chứ. Tội nghiệp nó cơm nay rồi nọ, thằng kia đốt qua mãi tắm rửa nó. Mày lo mình đi, kêu giới thiệu lo mình, lẽ ông làm không nổi. Dạ. Sao mình với nó thằng nghiệp. Dạ. Dạ, xin mời bà con vô nhà để hỏi thăm bà ngoại. Trời ơi, chào ngoại xin tin nghe. Trời ơi, không gặp bà nhớ không chết luôn. Chào ông bà cô bác. Dạ. Cũng mạnh khỏe. Tao đây là hầu hợp nhất chính vì bù. Dạ. Thông minh lại ngậu đi. Dạ dạ được rồi. Ghế đâu qua tao mà nghe nghe nó muốn xe nó mũi vậy thôi. Dạ. Trốn ngụm trốn chết mẹ trốn gì. Dạ. Người ta kêu mình thì mình ra chứ sao giờ mà sợ bị gì mình yếu á. Dạ. Sợ nó vô. Dạ. Rồi mà biết tao mà biểu hậu chưa nghe, mà hậu điện qua mày nó nói điện không có được. Dạ. Điện hỏi hỏi thăm coi làm sao. Dạ. Có gì thì mày biết số, mày biết ở đây đâu có biết bấm đâu. Dạ. Rồi giá mẹ chồng con vuông bấm bổ coi vợ tôi xong hết rồi đó. Dạ. Cho tao mừng, tao giái muốn chết luôn. Dạ, con cũng cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ, mẹ tròn con vuông vàng bạc ơn. Dạ. Lần ông mà đụng đi biển có đâu, đừng bà đi biển mà có một mình tới chừng lên phòng xanh đẻ rồi ai tiếp. Dạ. Ông có nặng nề vậy kêu sách tiếp bọn này là hồn ai nấy dữ quá ơi. Dạ. Cũng gửi lời thăm mấy cô ngoại. Dạ. Cũng mà bố cũng khỏe chứ không, ngoại cũng khỏe chứ không có gì. Dạ. Yeah. Tay qua nặng khỏi rồi mà không biết còn gì nữa không, mình không biết. Dạ. Yeah. Thì hổng gà mình ăn uống rồi cũng mình ăn ngày ba cử. Dạ, yeah, bình thường không ai. Dạ. Đấu ăn mì giết đụng nó ho tao muốn chết luôn. Yeah. Mới biểu hậu gạo gió nó muốn ra máu cam luôn. Dạ. Yeah. Thì cũng cầu mong cho ngoại ha, được nhiều sức khỏe nha. Ừ, nghĩ là cũng cảm ơn. Dạ. Thảo có khi bắt được, có khi bắt đâu có được đâu, mấy ngày nữa nó có lên không? Dạ có. Mày với nó thì liên hệ nó dễ ợt, còn bên tao khó. Dạ. Bắt lâu á, nó đứa này không biết bắt. Dạ. Bắt lên kiếm Thảo nói chuyện đồ chơi.
Thì giờ hổng gà mình lương thực mình ăn thì cũng bình thường đó ngoài. À, lương thực người nó ngay của bác người ta cho cũng đầy đủ. Dạ. Cá mòi, gạo, thóc, đồ dư ăn. Dạ. Rau sống, đồ rau nấu canh, ngũ quả rồi đó. Dạ. Người ta cho cũng đầy đủ, nó ngay cũng được chỗ đó. Chứ người ta không bỏ đói mình. Thì hiện tại thì sức khỏe mình bình thường thế ngoài. Ừ, bình thường chứ không có gì. Dạ. Thì có một Mạnh Thường Quân đây hổm đó thì gửi vô cái bình luận hỏi là ngoại ra sao rồi mẹ khỏe không, nhưng mà con cũng không biết cái Mạnh Thường Quân đó nữa. Thì họ có gửi lời hỏi thăm ngoại đó. À, mình trả lời mày trả lời thế tao. Dạ. Nói về gương bả gương bế quan rồi. Bả bế quan rồi cũng không có liên lạc được. Dạ. Không có đi tới lưu được phải thăm. Dạ. Mình cũng người ta có hỏi ngoại thì con trả lời gì. Dạ. Nói bả cũng khỏe. Thì hổng về lương thực mình ăn mình có thiếu gì không ngoại? Không. Dạ. Cũng mà mấy đứa nó gửi cá gửi thịt từ vô cho ngoại ăn thì ăn. Dạ. Không có gì chứ. Còn ta cho thì gạo đường bột ngọt đồ đó thì có. Dạ. Còn ví dụ mà cho thịt cho cá là không có. Dạ. Nào nó ngay giờ mấy đứa nó gửi cá đồ vô ngoại ăn. Dạ. Vừa nãy con mới mua dặn là 20 cá 20.000 cái viên muối. Dạ. Muối để chiên ăn. Dạ. Ngay cũng đầy đủ chứ cũng lương thực cũng đầy đủ chứ không có khổ khác không có khổ. Dạ. Thì mình rồi mình tiền có tiền bạc gì để xài không ngoại? Dạ. Cút luôn. Dạ. Nè nó cho ngoại 200.000 này nè. Đó, dạ. Mua thuốc nè. Là ai cho ngoại? Mấy đứa cháu ngoại nó cho. Nè. Đó. À, ho cảm có lạnh u sốt á. Dạ. Sốt nè mua nè. Đó bốn dĩa nè. Đúng rồi. Để lành uống. À, thấy ngoài vậy ổng gài nói chung kia cũng không có qua được bà con ơi. Thì thấy ngoại hiện tại bây giờ sức khỏe ngoại yếu nè. Mà trong mình bây giờ cũng không có tiền bạc gì. Không có tiền đâu. Dạ. Mấy đứa nó sáng dậy 200 mua thuốc. Dạ. Mua lại 6 nè. Dạ. Giờ thuốc có tùm lum tùm lạ nè. Đây cũng tội nghiệp cho ngoại quá nhưng mà tôi cũng biết sao giờ. Dạ mong mà ngoại cũng ông ngoại khỏe vậy quên. Rồi tao mà cháu viên đừng có lo. Thì ổng gài mình không có tiền bạc gì ăn uống chơi hả ngoại? Không. Dạ. Trần ơi vậy cũng mừng đi. Yeah. Ăn uống gì có ai bán gì đâu ăn. Mình mua cá mua đồ ăn thôi. Dạ. Yeah. Đâu thịt cũng mãi nướng gỡ vô mãi kho mà ta đã ăn thịt được. Dạ. Yeah. Mình ăn thịt ra đâu được không ạ? Không. Ăn lợn nhà cháu Kiên đó ăn cục mà thấy ta đâu có ăn đâu. Dạ. Yeah. Ăn cho cháu Thảo ăn gì thôi chứ ta ăn cá không à. Dạ. Yeah. Ăn sớm dặn lời nó cho một mớ trong tâm bay ngồi cắt khô quéo để tiêu được vô ăn với nước nấm. Dạ. Yeah. Dụng hậu nấu canh là cho hủ qua cải rồi thì nó mới nấu kia ăn. Dạ. Yeah. Chưa đói trong tối đói quốc mày gì dặn thêm. Dạ. Yeah. Vậy cũng nhờ mà mấy cô với mấy chú cũng cảm ơn hỏi thăm bà ngoại. Ngoại cũng cảm ơn mấy cháu. Dạ. Thì nói chung thấy cái hoàn cảnh bà ngoại bây giờ rất là tội luôn bà con ơi. Nói chung là hổm gài cũng đâu có tiền bạc gì để mua thực phẩm gì đó hả ngoại? Đâu có đâu. Dạ. Thì nhờ ăn 3 cái gạo đó với thực phẩm thì dân sống người ta cho. Dạ. Cá thì không có, thịt không có, có hồn dịch. Dạ. Mà ta hồn dịch thì nó không. Dạ nó lớn lớn rồi ngoại. Ăn hồng dịch thì nó ho. Dạ. Rồi cá thì mấy đứa nó ngoại nó gửi thịt vô kho thì ai ăn được ăn. Dạ. Mình ngon thì ăn nhiều một chút, không ngon mình ăn ít một chút, một lát ăn nữa. Dạ. Chứ tiền bạc làm gì có, đâu có đâu, ngoại đâu có tiền đâu. Dạ.
Thì là hổm gài là mình không có tiền để mua lương thực ăn luôn hả ngoại? Không, không có. Nhờ mấy đứa nó mua vô ăn. Không lẽ con cháu con cho mình hoài. Dạ. Đã lo chồng con người ta lâu lâu nhớ trực cái bà già này gửi cho bà mớ bà ăn. Dạ. Vậy cũng cũng có lòng tốt đi. Dạ. Sợ con cháu nó không cho mình, nhưng mấy bà kia cũng chết luôn. Dạ. Nay ở đây nhà gỗ phậu. Mà ở phậu mua đồ thịt thà đồ cho ngoại ăn. Dạ. Chứ còn cậu tư mẹ khôn như tao như rôm. Dạ. Nhưng có ốc hậu mấy đứa nó cho tiền nó dùng mua đồ gì ngoại ăn. Dạ. Tét đồ này kia nấu canh đồ ăn. Nó ngay ở đây cũng dễ sống luôn cô bác ơi. Dạ. Yêu cầu có gạo đồ vừa được rồi, nước mắm vô quẹt xuống dưới nhổ cũng xuống lên ăn. Dạ. Cũng sống một vẹt cũng sống qua ngày. Yeah. Giàu thì con tắm bún bò, nghèo thì sâu bắp cũng qua một ngày. Yeah. Vậy thôi. Yeah. Cô bác hỏi tới bà ngoại cảm ơn. Dạ. Yeah. Thì hổm về rất là nhiều bà con nó hỏi thăm ngoại rất là nhiều, nhưng mà con nói rằng là hiện tại bây giờ rất là khó khăn, giữa con không có qua nhà bà ngoại được. Thì hổm về rất là nhiều bà con hỏi thăm ngoại, nó tại sao không thấy ngoại. Nghiệp xích không? Dạ. Yeah. Cũng cảm ơn mấy cô. Dạ. Yeah. Với mấy cháu ngoại mạnh giỏi. Dạ. Yeah. Trong này bây giờ nó qua tai nạn nó qua rồi. Rồi bây giờ ở nhà không, bây giờ nó đâu có cho ra ngoài đường. Dạ. Yeah. Bữa mấy cây này nè, mà nó bế quan hoài vậy, nó không cho ra ngoài. Dạ. Yeah. Nó nói muốn mua gì để ăn thì Mạnh Thường Quân muốn mua. Vì mình mua thuốc uống, gỡ mua thuốc uống không à. Dạ. Với mua thuốc hút. Dù nó mua dù chú chứng áp đẳng cũng được. Lại mua thuốc hỏi mình mua gì không, mình gỡ người ta mua chú chứng áp đẳng. Dạ. Dù mình mới gỡ mua ba thuốc một sáng. Trời ơi, khổ quá. Thấy hiện tại bây giờ nói chung là thấy cuộc sống của bà ngoại rất là vất vả luôn bà con. Bây giờ cũng không biết sao giờ. Thì bây giờ nghĩ cũng rất là cũng khỏe. Yeah. Nhưng mà nó eo ọt khó nuôi một chút. Yeah. Chứ cũng sống qua ngày tạm sống được con. Yeah. Bây giờ con cháu với cô bác ngoại lo cho bà ngoại biết. Yeah. Cái không biết bao nhiêu nói nữa. Thì hổng gài nói chung là thiên với bà ngoại cách khoảng cách khoảng cũng 10 ngày hả ngoại? 10 ngày không? Có 14 ngày chứ giúp em. 14 ngày ha. Ừ. Ở đây là có đang như đây. Đây 30 tay cái gì? À 30 không? Bữa nay 30 tay đúng không? 30 tay là 17 ngày. 17 ngày. Ờ. Thì ổng gài gia đình nhà táo với bà ngoại chị Tin á, thì khoảng cách ổng gài là cũng 17 ngày cả nhà. Ừ, 17 ngày á. Dạ. Mà bây giờ nó làm thêm 5 ngày nữa. Dạ. Bữa thứ hai tuần tới cái gì đó. Mấy. Dạ. Cây nó đó kìa anh hỏi. Dạ. Nó 5 ngày nữa là bữa thứ hai tuần tới là mới đi ra đường, mới đi mua. Dạ. Đồ ăn. Hiện tại bây giờ thấy cuộc sống của ngoại ăn uống rất là vất vả luôn. Thì cố gắng vượt qua ngoại chứ con. Dạ. Cũng biết sao giờ. Còn cái này mình thuốc mình mua uống không ạ? Mua uống nè. Nãy mày nói đó. Dạ. Nè mấy đứa nó cho rồi sáng ngoại mua đó. Dạ. Nè nắm sốt rồi họ ho rồi này cái nọ nè. Dạ. Ra ngoài ngoại mua nè, nè thuốc sốt với ho có đàm. Dạ. Bây giờ uống mà người cái đầu nó. Dạ. Còn cái này là não, cái đầu mình nó nhức đầu á. Dạ. Tay điếc rồi đó, uống cái này nhỉ 45 ngày. Dạ. Mới mua sáng thì nhờ. Dạ, thuốc này là thuốc ngừa này, cái uống thuốc ngừa là ta đi mình uống là sốt với viêm họng với là nó lớn lên như. Dạ. Là mình ấy là mình uống cái này nè. Dạ. Còn này bà già đó ho, sợ tiễn dòng quá, ho tiễn dòng quá. Bà hổm bà ho cái tiễn dòng bà liền, phải bà cái lạnh lạnh đó rồi bà cái lạnh lên tiễn dòng bà liền. Dạ. Siêu. Dạ. Bệnh thuốc một cái hả, giết ha. Uống với mình đồng án luôn. Dạ.
cái ngày mình không có ăn gì kia, nhưng mà có một cái là mình uống thuốc thuốc cái mà nội bữa cái bữa mà nó hôm mà nó tiền nó đưa bà này đi ra ngoài cách ly ha. Làm ngày đó mua đồ này nó là 350 đó kia, 350 rồi ba bữa sau mua này kia nọ 210 mấy ngàn nữa, là bạn thấy, bạn thấy bước nhiêu rồi đó. Mình cũng đâu có tiền đâu kia, mình mượn con cháu mình cái tiền bạn con tao mặn chỉnh 4 tháng ngày 3-4 tháng rồi có ăn bạc xu nào. Ba cái thuốc mà cháu Thảo đưa cô Tư rồi cho chảnh nè, cho mình uống đau bụng bị á, uống hay. Còn còn này là thuốc tha đấm bóp thứ nâu đó. Dạ. Còn nhiêu nữa hết. Đóng chĩa thức hoài. Nồi chĩa thức hoài. Cái này là thuốc thuốc ho không ạ? Cái này nè. Này hả? Dạ. Cái này là thuốc mình ăn không tiêu, cái này ỉa, chọc bụng ỉa. Quất muỗng một bốn ngày chưa ỉa? Một muỗng một à. Dạ. À, mình mắc ỉa luôn. Nghỉ ỉa luôn. Nghỉ ỉa luôn á. Tao để uống thì nên với ăn cái bao tử không tiêu nè. Dạ. Quất vô một muỗng cà phê. Dạ. Vô uống vô mình thấy một chút là nó tiêu mất mẹ. Bởi vì mình có nhiều ngày mình cũng than không chi nước ngoài rồi này nọ, ta biết như thắng, ta ấy gặp mình ở đây gì mình than. Gì là mình quá quý luôn. Cần ơi giấy con của bà chú xứ núi Sam. Bây giờ nhờ giấy bà mẹ sanh mẹ độ. Dạ. Với mà đức thầy rồi con cháu giúp đỡ. Dạ. Giúp đỡ cho con cháu cũng con cháu của bà con che chở. Dạ. Vậy mình mình cũng gán niệm Phật nha ngoài. Nè. Dạ. Trời ơi, nay ngoài có chuỗi luôn nè, ngoài đeo chuỗi luôn nè. 170 sợ, 170 hột là mỗi một đêm vậy là ngoại niệm là 5 giây, 10 giây không chừng. Dạ. Nó không đau lưng á thì 10 giây, còn đau lưng thì nó có 5 thứ giây không chừng. Dạ. Tự giờ cũng hết là 5 thứ giây à. Dạ. Rồi niệm mà Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Chứ đâu có biết gì mà niệm nữa. Dạ. Ngoài có gì cho chuỗi nè. Dạ. Là số chuỗi này là mình thỉnh hay sao ngoại? Cái này thỉnh. Dạ. Mình thỉnh ở chùa ha. Ừ. Mà mấy bà người ta làm trong chùa đó thỉnh mà người ta cho là năm nay ngoại là mười mấy năm rồi. Dạ. Mà vô đây 8 năm là ngoại 5 6 năm nữa, mười mấy năm. Niệm viết rồi đem xì luôn. Dạ. Mà để mà niệm không phải mà niệm chờ niệm Phật mà mình thành Phật được. Nhưng mà mình niệm Phật cho mình cái xác của mình chết cho nhẹ nhàng tấm thân, không có ai đâu ai đánh đập được. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng tấm thân vậy thôi chứ ai mà tu thành Phật bao giờ. Dạ. Thôi vậy con cũng chúc cho ngoại nhiều sức khỏe nha. Ừ. Dạ. Vậy cảm ơn mấy cô với mấy cháu ngoại, vậy cảm ơn. Với giờ cháu Thảo nghe Thảo. Dạ. Thì tiên cũng xin phép quý bà con ha, kết thúc video tại đây nha.